Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng từ cửa hàng Macy's. Đây là một website lớn về thời trang của Mỹ, có thể coi đây là thiên đường thời trang của giới trẻ. Thì mua hàng ở đây các bạn có thể tìm kiếm được rất là nhiều các thương hiệu lớn trên thế giới. Tuy nhiên việc mua hàng ở đây, nếu các bạn sử dụng IP của Việt Nam để mua hàng thì sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng tại cửa hàng Macy's này. Thì khi mà các bạn muốn vào trang web Macy's, đây mình sẽ tìm kiếm sẵn rồi. Ở đây thì trước hết các bạn phải biết cách fake IP, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người. Các bạn tìm kiếm Hola Free, ở đây các bạn tìm kiếm này, tí nữa mình sẽ gắn cái thanh của Firefox này vào dưới video này để cho các bạn dễ tìm kiếm hơn. Thì các bạn thêm vào Firefox này để thay đổi IP sang địa chỉ ở Mỹ, vì việc các bạn sử dụng IP Việt Nam vào đây họ sẽ chặn không cho các bạn sử dụng nên rất là khó. Đấy, mình đã thêm cái này vào Firefox của mình rồi, và đến bước tiếp theo mình sẽ kích hoạt ở đây. Đây là các thông tin về nó này, thì các bạn chẳng cần đọc đâu. Thì vào đây là mình bấm là đã hiểu luôn, để chọn thay đổi sang IP của US. Ở đây thì có hai nước này, nhưng mình chọn US thôi để mình mua hàng cho nó dễ. Rồi, vậy là bây giờ mình đã thay đổi sang IP của US rồi. Thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm lại cái Macy's này để mình vào. Đây mình tìm kiếm rồi, nhưng mà cái biểu tượng này là đang chưa thay đổi sang IP của US, mình sẽ kích hoạt vào đây. Rồi IP bây giờ đang chạy IP của US rồi. Thì bây giờ các bạn vào cửa hàng, các bạn có thể tìm kiếm sản phẩm ở đây rất là dễ dàng. Đây lại kích hoạt lại IP US. Như vậy mình đã thay đổi IP, mình đã vào được cái cửa hàng Macy's này rồi. Còn nếu như các bạn sử dụng IP Việt Nam thì họ sẽ chặn không cho các bạn vào trong web này, nên rất khó khăn để các bạn mua hàng. Thì bây giờ mình sẽ mua hàng ở đây như nào. Trước hết thì các bạn sẽ đi tìm kiếm sản phẩm ở đây, thì rất là nhiều các sản phẩm giá rẻ cho các bạn lựa chọn này. Có những sản phẩm giảm giá 15% này. Đấy. Đây nước hoa này, rồi đồ trang điểm, rất là nhiều sản phẩm. Đấy, thì các bạn có thể tìm kiếm, hoặc là các bạn kích vào đây để các bạn tìm kiếm các mục có sản phẩm ở đây này. Đấy, đồ nam nữ, rất là nhiều sản phẩm, mỹ phẩm này, đồ trang trí nhà cửa này. Đấy, giày rồi trang sức này, đồng hồ, túi xách, còn rất là nhiều sản phẩm khác để các bạn lựa chọn. Thì các bạn cứ vào đây để tìm kiếm. Nhưng các bạn muốn mua những sản phẩm giá rẻ thì các bạn có thể là tìm kiếm ở phần sale này, rất là nhiều sản phẩm giá rẻ. Và các bạn, ví dụ như các bạn mua giày này, các bạn có thể chỉ trỏ vào giày nhá, xu đây, vào đây có những sản phẩm giảm giá 30% này, các bạn sẽ tìm kiếm ở đây. Thì bây giờ mình sẽ chọn một vài sản phẩm để mua hàng ở đây. Bây giờ mình sẽ ở đây mình sẽ chọn, mình tìm kiếm son môi đây. Son môi ở đây rất là nổi tiếng rồi. Đây, ở đây là có son này, son diode này, sản phẩm này đang giảm giá 15%. Đấy, giá rất là rẻ. Thì mua hàng như nào? Các bạn sẽ, khi mà các bạn tìm kiếm sản phẩm, kích thẳng trực tiếp vào sản phẩm rồi. Ở đây là các bạn chọn màu sắc này. Ở đây thì mình sẽ chọn màu này. Rồi. Hoặc là, nhưng mà các bạn chọn trên đấy thì các bạn không thể thêm vào giỏ hàng được. Các bạn kéo xuống dưới này, sản phẩm giảm giá này. Đấy, những màu này. Bây giờ mình sẽ thêm một thỏi son vào giỏ hàng của mình. Son này bây giờ hiện tại là đang giá 38 đô nhưng được giảm giá 15%, là mình còn 32 đô. Mình tiết kiệm được. Đấy, thì mình sẽ thêm vào giỏ hàng cái sản phẩm đấy. Đấy, hiện tại sản phẩm son này đang trong giỏ hàng của mình rồi. Ở dưới đây là họ đang quảng cáo thêm để bạn muốn mua thêm những thỏi son khác hoặc là màu khác, các bạn có thể là kích vào đây để mua thêm. Thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm sản phẩm khác, mình không tìm kiếm sản phẩm son nữa. Bây giờ mình sẽ tìm kiếm mỹ phẩm này. Nếu như các bạn muốn mua những sản phẩm giảm giá thì các bạn có thể là kích trực tiếp vào đây luôn này. Giảm giá 15% thì mỹ phẩm này. Bây giờ mình sẽ vào đây, mình sẽ mua sản phẩm giá rẻ. Ở đây thì đang có nước hoa này. mascara này. Đấy, các bạn có thể là mua. Bây giờ mình thêm một lọ nước hoa vào nữa để mình, ở đây thì có rất là nhiều thương hiệu khác nhau thì các bạn có thể tìm kiếm, hoặc là các bạn tìm kiếm đến mục bestseller. Cái mục này là những sản phẩm bán rất là chạy, bán chạy tại cửa hàng thì các bạn có thể là mua. Thì bây giờ mình sẽ chọn mua cái lọ nước hoa này đi. À đâu, đây là dưỡng da. Đây là mình đang chọn mua mỹ phẩm. Chút nữa mình sẽ đi tìm mua nước hoa sau. Bây giờ thêm sản phẩm này vào giỏ hàng. Mình sẽ chọn màu này cho nó. Nếu như mà là người Việt thường sẽ sử dụng những màu tông sáng. Đấy. Vậy là mình đã có 2 sản phẩm trong giỏ hàng rồi, nhưng mà đang được thêm một quà tặng sản phẩm nữa. Chút nữa mình sẽ vào xem sau. Bây giờ mình sẽ đi tìm một chiếc đồng hồ. Thì mình sẽ kích vào đây để tìm đồng hồ. Và mình sẽ vào phần giảm giá 25% để mình mua. Những sản phẩm ở đây giá được giảm rất là nhiều. Nếu như các bạn muốn mua cái mức giá đồng hồ như nào thì các bạn có thể là tìm kiếm vào phần này để chọn mức giá các bạn muốn mua những cái đồng hồ ở đây. Bây giờ mình sẽ chọn mức giá 50 tới 100 đô. Đây là những cái đồng hồ đang có giá dưới 100 đô đây. Thì các bạn có thể là nhìn thấy này, sản phẩm này đang giảm giá 25% này. Đấy. Thì bây giờ các bạn có thể tìm kiếm ở đây rất là nhiều, toàn những thương hiệu nổi tiếng. Thì bây giờ mình sẽ chọn một chiếc đồng hồ nhé. Bây giờ mình sẽ kích vào đây để mình thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng nữa. Cái sản phẩm này hiện tại là 109 đô. Bây giờ giảm giá 25% là mình còn 61 đô. Tiết kiệm được khá là nhiều chi phí. Thì đây mình sẽ thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng. Rồi. Bây giờ mình sẽ tìm thêm một chiếc túi xách nữa. Thì ở đây có những sản phẩm này giảm giá tới 55%. Thì mình sẽ vào mục này để mình xem sản phẩm của thương hiệu này giảm giá này. Đây các bạn có thể là vào đây để tìm kiếm, cũng như các sản phẩm khác thôi. Các bạn có thể là chọn mức giá để mình muốn mua thì rất là dễ dàng cho các bạn muốn mua với mức giá phù hợp với mỗi người. Thì bây giờ mình sẽ kích vào sản phẩm này. Sản phẩm này thì là sản phẩm còn rất là ít, sản phẩm đang limited. Thì bây giờ mình sẽ chọn một sản phẩm ở đây để mình mua nhé. Bây giờ mình sẽ chọn chiếc túi xách này đi. Phía trên này là màu sắc này. Thì các bạn có thể chọn tùy ý, mỗi người một sở thích thôi. Đấy. Sản phẩm này thì đang được giảm giá tới 55%, rất là lớn. Thì bây giờ mình sẽ thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng. Còn nếu như mà các bạn muốn mua những sản phẩm khác thì các bạn có thể vào đây để tìm kiếm này. Rất là nhiều sản phẩm, đồ trang trí nhà cửa, đồ nội thất đấy, rất là nhiều những sản phẩm khác. Thì bây giờ mình sẽ kích sang phần giỏ hàng để mình xem cái tổng đơn hàng của mình là như nào. Những sản phẩm của mình vừa mua đã được thêm vào. Thì mình sẽ kích sang phần giỏ hàng này. Đây, sản phẩm mình đã chọn mua này. Những sản phẩm này. Và mình ở phía dưới, khi mà kéo xuống dưới, ở đây là các sản phẩm này. Nếu như mà các bạn muốn mua này, các bạn có thể là thêm vào luôn. Đây là những sản phẩm họ đang quảng cáo. Đấy. Thì các bạn có thể là thêm vào để mua hàng. Bước tiếp theo, bây giờ là đến phần thanh toán này. Bây giờ đến phần thanh toán. Thì nếu như các bạn muốn thanh toán trực tiếp bằng PayPal, các bạn có thể kích trực tiếp trong phần này luôn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không kích trực tiếp như thế. Mình sẽ tạo một tài khoản ở đây để tiện cho việc mua hàng lần sau. Thì tạo tài khoản như nào? Các bạn hãy vào phần này, kích trực tiếp vào đây. Để vào phần này tạo một tài khoản. Bây giờ mình sẽ tạo một tài khoản ở đây. Kích vào phần này. thì ở trên này, khi mà các bạn tạo tài khoản ở đây thì sẽ có một mã giảm giá 25% gửi đến email của các bạn. Nhưng mà hiện tại những hàng của mình mua toàn những hàng giảm giá thôi, thì mình sẽ điền tên này, email này. Rồi. Phía dưới này là phần ngày sinh thì tùy các bạn lựa chọn thôi. Nếu như mà đến ngày sinh nhật của bạn thì họ sẽ gửi cho bạn một cái code giảm giá gì đấy. Code giảm giá 25%, 15% tùy, mình cũng không rõ lắm. Thì bây giờ mình đã điền đầy đủ mọi thông tin rồi, email với tên rồi, ngày sinh mình chọn rồi. Thì mình sẽ kích về đây để tạo một tài khoản. Như vậy mình đã có một tài khoản ở đây rồi. Thì mình sẽ quay lại giỏ hàng để mình thanh toán nhé. Ở đây thì có tin nhắn này, tin nhắn thông báo là mình tạo tài khoản thôi. Đây mình kích vào cho các bạn xem, chẳng có gì cả, vừa tạo tài khoản xong. Thì mình quay lại giỏ hàng để mình thanh toán đơn hàng kia của mình. Đấy. Bây giờ mình sẽ kích vào phần này để mình thanh toán đơn hàng. Thì vì sao lại mua hàng ở Mỹ thì mình cũng nói qua luôn. Nếu các bạn mua hàng ở Maxi, ở trang web chính chủ này ấy, thì các bạn sẽ có giá tốt hơn và rất là nhiều chương trình khuyến mại. Và sản phẩm của họ rất là đa dạng. Thì cửa hàng này họ chỉ vận chuyển trong Mỹ thôi. Nếu như mà các bạn mua hàng ở đây, các bạn có thể vận chuyển đến nhà, địa chỉ bạn bè, người thân ở bên Mỹ đi du lịch về, hoặc là địa chỉ định cư ở đấy. Rồi họ sẽ gửi hàng qua bưu điện chuyển Việt Nam. Nhưng mà rất ít người sử dụng cái phương pháp đấy. Vì nếu như các bạn mua hàng như thế thì có thể là các bạn chuyển ở Việt Nam sẽ bị mất thêm thuế nữa. Còn phương pháp thứ hai, các bạn có thể là nhờ các công ty vận chuyển hoặc là nhờ kho bên mình. Bên mình sẽ mua hộ bạn chuyển ở Việt Nam. Thì nếu như mà như thế thì các bạn chỉ cần gửi ảnh cho bên mình thôi. Rồi bên mình sẽ báo giá, hàng sẽ vận chuyển về cho bạn từ 2 tuần đến 1 tháng. Nhưng mà trước khi như thế thì các bạn sẽ phải đặt cọc cho bên mình. Rồi khi hàng về thì bên mình sẽ gửi đến cho bạn, các bạn thanh toán lốt phần còn lại. Rất là đơn giản. Thì bây giờ mình sẽ điền địa chỉ của mình vào đây để mình thanh toán cái đơn hàng này. Bước tiếp theo là đến phần vận chuyển. Thì nếu như các bạn mua đến nhà, địa chỉ, bạn bè, người thân ấy, thì mình khuyên các bạn lên chọn vận chuyển miễn phí này. Nó cũng rất là nhanh, từ 3 đến 6 ngày, còn vận chuyển kia từ 2 đến 3 ngày. Thì các bạn chỉ đợi thêm tầm 1 ngày nữa thôi, họ vận chuyển rất là nhanh. Thì ở đây các bạn có phương pháp thanh toán. Bước tiếp theo là đến phương pháp thanh toán này. Thì nếu như các bạn thanh toán bằng gift card, nếu như các bạn thanh toán ấy, sử dụng cách fake IP này, các bạn thanh toán bằng gift card có thể là thành công hoặc có thể không. Nhưng mà nếu như không thành công thì các bạn có thể là mất trắng luôn cái gift card các bạn mua giá đấy. Gift card này một thẻ quà tặng chỉ là một mã số thôi, bán rất là nhiều thì các bạn có thể tự mua được để các bạn thanh toán. Đấy, còn các bạn không thanh toán gift card thì các bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn lại phương pháp vận chuyển để mình đến bước tiếp theo mình thanh toán này. Đấy. Nếu như không thanh toán gift card thì có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc là thanh toán bằng PayPal. Nếu như các bạn mua bên mình với số lượng lớn thì bên mình sẽ có giá tốt hơn cho bạn, vì bên mình có nguồn gift card. Thì bên mình thanh toán bằng gift card cho các bạn, hoặc là các bạn tự mua thì bên mình sẽ thanh toán bằng PayPal cho các bạn. Rồi mình sẽ tạo một cái kho cho các bạn tự quản lý hàng khi mà đến địa chỉ ở Mỹ, rồi thì là về Việt Nam mình sẽ gửi cho bạn địa chỉ đấy để các bạn tự quản lý hàng về rất là dễ dàng. Thì bây giờ đến bước thanh toán này. Ở đây thì có rất là nhiều ngân hàng khác nhau, mình thường sử dụng Bitsa. Mình sẽ điền địa chỉ vào đây. Ở đây là điền số thẻ thì các bạn điền vào đây thôi. Ngày hết hạn này. Đấy. email, điền nốt vào đây sẽ là xong. Hoặc là các bạn thanh toán PayPal, bây giờ chỉ cần kích sang phần này. Cửa hàng này họ chỉ nhận 3 phương pháp thanh toán, đấy là thẻ tín dụng này, PayPal và thanh toán gift card thôi. Còn ít khi sử dụng các phương pháp thanh toán này, rất ít khi họ sử dụng phương pháp thanh toán đấy. Thì bây giờ nếu như các bạn thanh toán PayPal thì các bạn chỉ cần kích vào PayPal rồi chuyển sang phần PayPal thôi. Bây giờ ở đây điền số phone hoặc là chuyển ra phần PayPal là các bạn có thể thanh toán được, rất là dễ dàng. Thì bây giờ mình sẽ kích sang đây để thanh toán phần PayPal cho các bạn xem. Nếu như các bạn thanh toán bằng PayPal thì mình khuyên tất cả mọi người lên thanh toán bằng tài khoản PayPal của US, chứ nếu mà các bạn thanh toán bằng PayPal của Việt Nam thì họ sẽ không chấp nhận. Đấy. Đây, bây giờ mình chuyển qua PayPal của Việt Nam, họ hỏi luôn số điện thoại này để verify, thì mình không muốn verify bằng số điện thoại ở đây, mình sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng thôi. Thì đây mình chuyển qua thanh toán bằng thẻ tín dụng. Nếu như các bạn thanh toán bằng PayPal thì họ sẽ sang cái trang web của PayPal. Bây giờ mình thanh toán bằng thẻ tín dụng cho các bạn xem này. Điền số thẻ. Vừa rồi là mình điền rồi nhưng mà nó lại hiện ra cái mình kích sang PayPal kia là mất, thế là thành chưa điền. Đây bây giờ mình lưu lại tất cả địa chỉ này để mình xem lại cái đơn hàng của mình nhé. Rồi. Đơn hàng của mình tổng cộng là 353 đô, thuế là mất 29,15 đô. Đấy, mình đã tiết kiệm được 224,15 đô, số tiền rất là lớn. Tiết kiệm được rất là nhiều chi phí khi mà các bạn mua hàng trực tiếp tại đây. Bây giờ các bạn chỉ cần kích vào phần này thôi là đã có thể thanh toán được rồi. Nhưng hiện tại mình đang fake IP bằng cái phương pháp này, nó đang hết giờ rồi thì không thể thanh toán trực tiếp cái đơn hàng này được. Còn nếu như mà các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở dưới, mình sẽ hướng dẫn mọi người cụ thể hơn, hoặc các bạn nhắn tin trực tiếp đến fanpage của mình trên Facebook, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày tốt lành và mua hàng thành công.